Chúng ta đã nói quá nhiều về các hot girl rồi, hôm nay sẽ là một hot boy cực phẩm của làng thể thao Việt nhé, thưa các chị em. Chúng tôi đang muốn nói đến một tuyển thủ của đội tuyển cầu lông quốc gia, Phạm Hồng Nam. Để nói về một vận động viên cầu lông tài năng điển trai số 1 của làng cầu lông Việt Nam thì ngay lập tức tất cả sẽ nghĩ đến Phạm Hồng Nam. Nhiều ý kiến cho rằng về điển trai của tay vợt sinh năm 1996 không thể bị dìm ở bất cứ khoảnh khắc nào, dù có là trên sàn đấu đầy căng thẳng đi chăng nữa. Vốn đã gây chú ý từ khi là vận động viên thuộc đội cầu lông Sipucha Hà Nội, thế nhưng ngoại hình của anh chàng cao tới 1m83 này còn khiến không chỉ fan nữ trong nước trao đảo mà còn vượt ra ngoài lãnh thổ Việt Nam khi Hồng Nam góp mặt tại Đại hội Học sinh Đông Nam Á vào năm 2015 và sau đó là đội tuyển quốc gia. Ít ai ngờ rằng nhờ cầu lông, Hồng Nam đã dậy thì thành công. Thật ra ngày xưa em rất là kiểu bị hen, bị di truyền của mẹ, thế rất là ốm yếu, nên là đánh để chơi cho khỏe thôi. Nhưng sau đấy thì có một chút thành tích thì lúc đấy là đội tuyển mới gọi Nam vào để bắt đầu đi tập huấn để theo con đường chuyên nghiệp. Thì lúc đấy Nam cũng suy nghĩ rất là nhiều, nhưng cuối cùng là Nam rất là thích cầu lông, thế nên là Nam quyết định theo đuổi cái đam mê để đến tận bây giờ. Dù sở hữu gương mặt điện ảnh và dáng vóc chuẩn như người mẫu, Hồng Nam vẫn quyết tâm gắn bó với cầu lông. Và hiện tại, anh chàng trẻ tuổi này đã bắt đầu công tác huấn luyện rồi đấy. Mình đã đi được cái con đường như thế này rồi, mình rất muốn truyền đạt, rất muốn các em sau này có được một cái đam mê, một sự cố gắng và có một sự thành công nhất định. Chúc cho Hồng Nam luôn giữ được vẻ soái ca và tiếp tục có thêm nhiều bước tiến với đam mê của mình.